Thưa quý vị và các bạn, tại các vùng nông thôn và đặc biệt là khu vực miền núi, kinh tế còn khó khăn thì phần lớn trẻ em đều phải phụ giúp bố mẹ những công việc gia đình. Nhiều em phải bỏ học và trở thành lao động ở cái tuổi mà đáng lẽ được học hành vui chơi. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của những gia đình ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, những kẻ môi giới đã dụ dỗ hàng loạt trẻ em bỏ nhà đi lao động tại các thành phố lớn, thậm chí nhiều em còn bị đưa ra nước ngoài. Nhiều em bị bóc lột sức lao động, thậm chí là bị hành hạ, đánh đập nếu không làm được việc. Nhưng có lẽ điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là nhiều bậc phụ huynh không hề hay biết con em mình trốn khỏi nhà từ bao giờ. Đây không phải là những công việc hàng ngày của Dương A Tài. Dù hoàn cảnh gia đình không quá khó khăn, nhưng theo Tài thì em chỉ muốn sớm kiếm được tiền để giúp đỡ bố mẹ. Nhưng ở vùng núi nghèo này, người lớn kiếm tiền còn khó, nên một công việc nhàn hạ, thu nhập cao, hấp dẫn đứa trẻ mới 16 tuổi này cũng là điều dễ hiểu. Một tháng thì tầm 2-3 nghìn. Đi đấy không cần như ở làm nhà làm mệt. Đi đấy chỉ biết ngồi ấy làm các thứ trò chơi lung tung. Còn đây là một câu chuyện khác. Nghe lời dụ dỗ ngọt ngọt của kẻ xấu rồi trốn ra đi, Hoàng A Tài đã được trải nghiệm cuộc sống tại nơi mà em đã nghĩ là trốn thiên đường. Với 2 tháng bị tạm giam, những ngày tháng cơ cực nơi xứ người đã trở thành ký ức đáng sợ đối với cậu bé này. Cháu ở tính cả ngồi tù ấy, ở ngoài thì cháu được 4 tháng, hơn 4 tháng đi. Thì có kiếm được đồng nào không? Cháu làm được có được 2.000. Làm một tháng được 2, được làm một tháng được 2.000, còn tháng lương chưa nó chưa phát cho thì chủ chết. Thế cháu chỉ đến đấy là cháu bị bắt rồi, ngồi trong đấy ăn cơm chả khác gì nó đủ cho ăn. Ăn khổ lắm. Thế cháu quyết đi, cháu không đi nữa. Không may mắn như Hoàng A Tài, một số trẻ em người Dao tại xã Đường Hoa hiện vẫn chưa thể trả về nhà. Điều đáng nói là các em rời khỏi địa phương lúc nào, cha mẹ cũng không hề hay biết. Làm việc thì nó mệt, thì con cái thì nó thỉnh thoảng nó trốn đi sang Trung Quốc thì cũng không biết đâu được. Thì đây là chỉ làm đồi thì thỉnh thoảng đi phát đồi mới về thì thấy nó đi rồi thì... Dù biết cậu con trai 15 tuổi của mình đang bị giữ tại Trung Quốc và hiện tại chưa thể trở về nhà. Nhưng với người phụ nữ này thì ngoài chờ đợi, chị cũng chẳng biết làm gì hơn. Đi mãi đâu ấy, mọi người nói là ở Đông Hưng còn đi một ngày một đêm mới đến. Không biết đâu, tìm kiểu đất dọc mênh mông ấy, tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu. Chỉ có ở nhà chờ tin của nó thì bao giờ được về, như vậy. Công tác quản lý của địa phương chưa chặt chẽ. Đấy, cho nên là cái tình trạng mà trẻ em bị dụ dỗ, đấy, thế rồi thì là nuôi kéo đi vào các thị trường lao động, và đặc biệt là cái thị trường lao động ở nước ngoài. Đấy thì là đây cũng là một cái bài học cảnh báo. Đấy, trong góc độ chính quyền địa phương thì chúng tôi là sẽ như vậy là có kế hoạch đấy và xây dựng các biện pháp để ngăn chặn. Mong muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình không phải là xấu. Nhưng ở độ tuổi của các em thì việc học tập, vui chơi vẫn là quan trọng nhất. Tương lai của những đứa trẻ này sẽ ra sao? Nếu những người làm cha, làm mẹ vẫn tiếp tục thờ ơ.